Thì xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình quay hai con diều độc lạ. Diều mang bơm không nha. Gơi gơi gơi. Diều này mặt cười. Con này thì đầu lâu. Con nào cũng mang bơm hết nha. Gió mạnh đó, cắt lên đó. Mà diều này nhẹ gió. Giờ làm diều này thả cho nó nhẹ nhàng. Con diều đại bàng nữa. Đảo nha. Nhẹ gió lắm, bao mỏng à. Gió tới. Rồi, hai anh bay đẹp luôn. Con này mới làm. Bay tàn hình luôn đó. Hết cỡ hình luôn rồi. Chà, quá to. Bơm bơm bơm.
Rồi thôi video mình quay đến đây kết thúc các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Diều đang nhào quá. Rồi các bạn xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Rồi thôi chào tạm biệt các bạn. Gió mạnh quá nhào. Xuống luôn. Thôi, chào tạm biệt nha. Bye bye.